Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay Agashop sẽ gửi bạn video review về bát treo đèn trợ sáng ngay vị trí phụ trước trên dòng xe Exciter 180, dùng được cho cái đèn trợ sáng L4, L4X, X2, X3. Đó, những cái đèn có thể sử dụng với cái bát treo này và lắp đặt tại vị trí phụ trước của xe và kết hợp với mạch Maxin 3 giây. Maxin 3 giây là như thế nào? Là các bạn chỉ sử dụng một công tắc Maxin này thôi, nhưng mà có thể điều khiển được chức năng đá đèn và chức năng tắt mở đèn luôn. Bình thường khi bạn muốn tắt mở đèn thì sẽ có một công tắc riêng, và bát xin đèn thì có một công tắc riêng. Còn bây giờ mình sẽ tích hợp cả hai chức năng, vừa tắt mở vừa đá đèn trên một công tắc bát xin và sử dụng thêm mạch bát xin 3 giây. Trước tiên là phần bát treo đèn ngay vị trí phụ trước. Thời gian trước đây khi các bạn chọn lắp đặt đèn trợ sáng ngay vị trí phụ trước, thường thợ sẽ tận dụng con ốc này ngay vị trí này để các bạn để đèn cho sáng. Bên này thì sẽ sử dụng cái vỏ phuộc ngay vị trí này, mình sẽ khoan lỗ này đó hoặc là đi đường taro gan, và các bạn đặt lắp đặt hai cái đèn trợ sáng ngay bên. Thì lắp đặt ngay vị trí này nó sẽ có nhược điểm là các bạn sẽ bắt đèn ăn lên cái vỏ phuộc của xe, thì khi xe các bạn di chuyển trên đường rất là tưng và sốc cái vỏ phuộc này, thì dẫn đến tình trạng cái đèn của bạn sẽ tưng và sốc theo. Khi đó những linh kiện bên trong đèn nó sẽ có sự di chuyển trên cái bo mạch nếu các bạn chạy trên đường quá tưng và sốc. Và khi cái đèn mình đang hoạt động thì cái đó nó sẽ có tỏ nhiệt cao trong đèn, thì khi đó dễ dẫn tình trạng là những cái mối hàn có thể mau lỏng hơn, dẫn đến tình trạng là độ bền của đèn không cao và giảm tuổi thọ của đèn cũng như chip led của đèn. Nên sau này mình sẽ có những cái bát đèn, bát nhôm CNC dùng để treo đèn như thế này. Và đây là bát dùng trên dòng xe Exciter 150. Rồi hãy gõ ha. Cái đầu lớn này là để lắp vào vị trí phụ trước của xe. Còn cái lỗ nhỏ này sẽ là vị trí đặt đèn. Và một bát khi bán về cho các bạn sẽ có một cái bát nhôm như thế này và một con ốc nhỏ kèm theo luôn. Ốc này là ốc inox luôn để các bạn bắt đèn chợ sáng ở vị trí này. Còn con ốc phục zin là ốc này sẽ tháo ra. Các bạn nên mua thêm một con ốc này nữa. Có này cũng ốc zin luôn nhưng mà nó dài hơn, để mình cho bạn xem vì sao các bạn nên thay thế ốc này. Bên trái là con ốc mới, còn bên phải là con ốc zin sẽ tháo ra, bởi vì cái bát nhôm mình nó có độ dày. Phải rõ ha, bát này là độ dày 8 ly. Để mình lấy cái thước kẹp mình kẹp. Cho các bạn thấy được cái độ dày. Thì cái trên này là mình sẽ bắt con ốc lớn này vào vị trí con ốc phụ. Còn cái lỗ nhỏ dưới đây, ốc này mình sẽ bắt đèn trợ sáng L4, L4X hoặc là X2, X3. Đây, để mình bắt con ốc này vào cái đó. Gài con ốc này vô cho mình. Bây giờ mình sẽ kẹp cái để mà thấy được. Rồi, kẹp cái này vô. Kẹp cái này. Xíu cái này. Xíu cái con là nó chiều rồi. Xíu con này. Xíu vô. Đây mình cho bạn xem độ dày của bát này. Đây bát này là dày 7 ly ngay khu vực này. 7 ly ha. Đó. Còn nguyên cái độ dày của cái bát này là khoảng 12 ly. Đó. Còn phần dưới này thì nó dày hơn nữa, lên tới khoảng 18 ly. Đó, rồi. Thì khi các bạn lắp đặt bát này độ dày là 7 ly thì dẫn đến tình trạng là cái con ốc zin của bạn sẽ bị thiếu răng. Thì mình sẽ thay thế con ốc dài hơn. Đó, để nó bù lại cái độ bị hụt của cái bát khi gắn vào bị thiếu răng. Thì khi bạn gắn vào như thế này đó, rõ chưa? Đó. Ở trên là con ốc thay thế. Còn dưới đây là mình lắp đặt đèn, và trên video mình đang lắp đặt đèn L4X luôn. L4X thì nó to hơn L4, nên các bạn canh được L4X thì L4 để vô bình thường thôi. Còn X2, X3 thì quá dễ rồi, nó còn nhỏ hơn L4 nữa. Đó, và thấy rõ, đèn mình sẽ lắp đặt như lỗ dưới, lỗ nhỏ. Còn ở trên là mình để con ốc dài này vào, thay thế cho cái con ốc kia. Đây. Con ốc thì con ốc dài mua riêng nha bạn. Còn các bạn muốn sử dụng lại con ốc zin thì các bạn thôi. Nhưng mà cái nào tốt hơn, an toàn hơn thì mình
nó cụ thể để các bạn theo dõi. Đây đó. Rồi khi các bạn mua cái bát thì sẽ có một cái bát. Con ốc này là mình tặng kèm theo luôn, ốc inox, không tính tiền con ốc này. Khi mua bát mình tặng kèm đó. Rồi đây là bát được lắp đặt bên xe hoàn chỉnh. Rồi xem, thì hiện giờ mình đã làm bát bên phía tay con rồi. Vậy mà sắp tới mình sẽ chạy luôn cái bát bên phía tay ga, để cho anh em nào muốn gắn hai cây thì bên trái bên phải thì lại có luôn. Rồi thì cái bát này mình sẽ chạy cái bát đặt bên này xuống. Đó, trước tiên giờ cho bạn xem trước một bát đi. Thì các bạn canh, các bạn để ý cái phương đứng của cái bát nhôm này nè, nó song song với cái ti phục này. Và lưu ý là đối với những xe nào mà các bạn hạ ti phục á thì có thể khả năng là không xài được bát này, bởi khi các bạn hạ ti phục cái độ này nó sẽ thấp lại, thì cái khoảng này nó sẽ bị ngắn lại, mình sợ nó dễ bị thúng vô cái mỏ dày trước. Còn cái bát này mình canh là trên phục ti phục zin, không hạ phục nha, bạn lưu ý giùm đó. Rồi cách canh bát này như thế này. Thứ nhất là cái phương đứng của cái bát nhôm CNC này song song với cái này. Đó, bạn tầm khoảng như đây. Rồi, với thứ hai là khi các bạn đẩy tay lái qua hết tối đa. Thấy chưa? Này. Thì cho cái khe hở giữa dàn áo với cái đèn là sẽ phải có khe hở. Đó, mà thấy rõ khe hở này. Là đang canh lắc qua lắc lại là nó không cạ gì hết. Để tránh hiện tượng bị cạ đèn. Vào giờ dàn nhựa của xe. Ở đây là đèn L4X. Thì nói chung đèn L4 hay L4X thì hiện nay cũng có nhiều loại zin và phay, thì tùy theo túi tiền của bạn, các bạn chọn dùng zin hay phay thôi. Thì tất nhiên cái gì nó cũng có giá trị của nó. Zin thì nó sáng mạnh, ngoại hình của đèn nó đẹp, nó sắc nét, và chế độ bảo hành lâu dài, và độ bền của chip led cũng cao hơn đồ phay. Cái gì cũng vậy, tiền nào của đó thôi các bạn, chứ không thể nào muốn đồ phay mà nó ngon chuẩn như đồ zin được, nó cũng phải thua cái gì cũng gì đó. Còn L4 là đèn này thì nó nhỏ gọn hơn L4X rồi. Thì các bạn canh được L4, các bạn muốn xài, xin lỗi, các bạn canh L4X thì ok, canh L4 nó dễ hơn thôi. Đó, các bạn thấy rõ ha. Đây là hình ảnh bát nhôm treo đèn trợ sáng L4, L4X, X2, X3 dùng cho dòng xe Aceton 180. Còn dòng xe Aceton 135 thì không dùng được nha các bạn, do đặc thù là cái khoảng không khu vực này của mỗi xe nó khác nhau. Mình đã ứng thử cái bát này lên 135 rồi, không sử dụng được. Cái khu vực khoảng không này nè của L135 nó nhỏ hơn so với L150 nên nó bị cấn. Nên coi sắp tới mình sẽ nghiên cứu làm cho L135 và Winner luôn. Hiện nay thì đã có bát của dòng xe AB Click Vigo từ 27 trở về trước. Còn Vigo từ 28 thì mình chưa canh vô đó. Thì giờ mình sẽ có thời gian làm luôn cái bát cho Vigo với Click 28. Các bạn thấy rõ ha, đèn lắp bát lại thường. Rồi, đây là đèn bát nhôm. Thì khi lắp xong các bạn dùng dây rút, các bạn rút dây điện của đèn nhá, kẹp theo cái bát nhôm như này và đưa lên trên, và có giắc cắm bên trong. Thì tất cả đèn trợ sáng thì cái đó mình không cần nói nữa rồi, sử dụng giắc cắm, gờ le rồi hay gì đó đầy đủ. Rồi cái đó mình sẽ cho bạn xem mạch bát xin 3 giây là như thế nào. Đây bạn xem lại hình ảnh bát đèn lần nữa đi. Đó, rồi đây là mạch bát xin 3 giây. Như mình đã nói, bát xin 3 giây là hai chức năng: tắt mở đèn trợ sáng và bát xin đỡ đèn. Dùng một chỉ một duy nhất một công tắc thôi. Nguyên tắc để bạn sử dụng, muốn đá đèn thì cứ nhấp vào như thế này. Và thấy rõ, để mình để camera cho dễ thấy, thấy không? Đây là đá đèn nha. Và đây là đèn là 4x nên độ sáng các bạn thấy nó vội rồi, cái gì vội và cái camera rất là mạnh. L4 thì tất nhiên nó sẽ yếu hơn L4X rồi. Còn đây đang là L4X. Và đang trên video mình đang cho bạn xem cái là mình lắp L4X zin luôn á, chứ không phải mình sử dụng phay 1.2. Còn phay 1.2 tất nhiên không bằng rồi. Rồi bây giờ là muốn đá đèn đúng không, thì các bạn sử dụng cái này là các bạn đá đèn. Đây là bát xin. Thì trên video này mình chỉ đấu cái bát xin này cho cái đèn cho sáng, mình không đấu cho cái thằng đèn chính. Còn các bạn muốn sử dụng luôn đèn chính luôn vẫn được, nhưng mà cái tín hiệu đèn chính thì chỉ điều khiển bát xin đó đèn cho đèn chính thôi, chứ nó không on off đèn chính bằng 3 giây. On off cái đèn chính thì vẫn sử dụng công tắc đèn của xe ha. Còn cái điều khiển cái mạch 3 giây á là điều khiển cho cái thằng trợ sáng. Và khi các bạn sử dụng một đèn trợ sáng thì có thể sử dụng trên cái mạch bát xin 3 giây, mình cũng làm gờ le cho nó sẵn luôn để tải dòng từ ắc quy lên đèn luôn. Còn các bạn muốn mà đi 2-3 cây trợ sáng á, thì các bạn muốn ok hơn thì cái mình cho cái
tín hiệu từ mặt bát xin 3 giây ra đưa ra, nó điều khiển thêm cái gle riêng. Mỗi đèn chợ sáng các bạn đi thêm một gle riêng nữa nếu các bạn sử dụng 2-3 đèn trở lên. Còn các bạn sử dụng một đèn chợ sáng thôi thì không cần thêm gle, tại vì cái mặt bát xin 3 giây mình đã đóng sẵn luôn gle trên đó luôn rồi. Và gle thì nó có điện truyền điện trực tiếp từ ắc quy lên. Trên cái mặt nó sẽ có những dây như thế nào thì khi các bạn liên hệ, các bạn mua hàng cái mặt bát xin 3 giây đó, mua xong các bạn xem hướng dẫn ghi chú trên mặt. Trên mặt nó sẽ có những dây là một mát một lửa từ ắc quy đưa vô, rồi một mát một lửa đưa ra đèn chợ sáng, rồi một dây sao khóa cho cái mạch, và một dây tín hiệu từ nút bát xin. Và cái dây tín hiệu từ nút bát xin đưa xuống là dây lửa chứ không phải dây mát nha. Cái nút bát xin này sẽ được cấp lửa vào lưới điểm đó. Đó là những dây trên một mạch ba mạch bát xin 3 dây. Rồi bây giờ khi đèn mình chưa mở gì hết, các bạn muốn đá đèn thì cứ nhấp như thế này. À, đó là đèn tự động đá đèn. Rồi, còn bây giờ các bạn cần mở đèn sáng luôn, gọi là chức năng on off, thì các bạn chỉ việc đè đèn khoảng 3 giây. Rồi, đèn nó nhá một cái các bạn mua ra là lúc này đèn chợ sáng đang hoạt động chức năng on off. Thấy chưa? Rồi các bạn thắc mắc đang ở chức năng on off các bạn bắt xin được hay không? Xin trả lời vẫn được. Là và một điểm lưu ý là sẽ có một số mạch trên thị trường đang ở chức năng on off này mà các bạn nhấp bắt xin thì đèn bị tắt. Nha các bạn lưu ý điểm đó. Còn mạch của mình đã hoàn thiện cho bạn luôn. Là đèn đang hoạt động on off như thế này, có nhấp bát xin thì chỉ là đá đèn thôi chứ đèn không bị tắt. Các bạn muốn tắt đèn chợ sáng bắt buộc các bạn đè khoảng 3 giây nữa, các bạn đợi đèn nó nhá cái buông tay ra là trả đèn về trạng thái off. Mình xin nhắc lại, trên thị trường theo mình biết, trên thị trường theo mình biết được là có một số mạch bát xin 3 giây như thế nào, là khi đèn đang sáng như thế này đó, mà các bạn lỡ nhấp bát xin cái là đèn nhá cái đèn tắt luôn chứ nó không giữ trạng thái sáng nữa đó. Còn mạch của mình là khi đang sáng đèn các bạn có bát xin bát bao nhiêu cái mình không cần biết, cứ nhấp là bát xin là đèn vẫn đá đèn, nhưng buông tay buông nút ra đèn vẫn sáng, không tắt đèn, vẫn giữ chức năng on off. Khi nào các bạn muốn tắt đèn các bạn nhấn giữ 3 giây, đèn chớp cái buông tay ra là trả đèn về trạng thái off. Lúc này bát xin vô từ như thế này ha. Đó, đây là mạch bát xin 3 giây đá đèn. Đó, và hãy gõ đây là chức năng đá đèn à. Rồi muốn mở đèn nhấn giữ 3 giây, đèn dựng cái buông tay ra là tự động đèn sáng luôn. Rồi đèn đang sáng các bạn bát xin vẫn được, và khi bắt xin buông ra đèn không tắt. Các bạn muốn đèn tắt các bạn phải đè 3 giây nữa, đèn chớp một cái rồi là báo tín hiệu là đã xả về trạng thái off, bắt xin bình thường. Đó. Đó, vừa gọi là mạch bắt xin 3 giây. Thì như mình nói là nếu xài một đèn chợ sáng thì không cần đấu thêm gle vẫn được, bởi vì trên mạch mình đã làm sẵn một gle tải điện rồi. 2 dây, một mát một lửa đấu vào trực tiếp ắc quy để lấy nguồn ắc quy nuôi lên mạch chờ. 2 dây, một mát một lửa đưa ra đèn chợ sáng á. Rồi một dây là dây lửa sao khóa. Một dây là lấy tín hiệu dương từ nút bát xin đưa xuống. Đó là đầy đủ những dây trên một mạch bát xin 3 dây. Còn cụ thể như thế nào thì khi các bạn đã đặt hàng mình gửi về sẽ có ghi chú trên cái dây đó. Thì các bạn cứ đưa cho thợ xem ghi chú đó và lắp đặt cho các bạn. Còn đối với trường hợp các bạn muốn mạch đó điều khiển 2-3 đèn chợ sáng thì mình sẽ lấy tín hiệu từ cái mạch đó đưa ra, mình cấp đóng gle trên mỗi đèn chợ sáng riêng. Thì như vậy thì cái đủ tải cho từng đèn chợ sáng nó phát huy hiệu quả hơn. Các bạn chỉ cần cho thợ các bạn nó nghe cái video mình hướng dẫn này thì những thợ điện sẽ biết được cách đấu điện cho nó hoạt động thôi. Rồi mình xin nói thêm cái màu trắng đang bạn thấy trên đèn Domi thì cực mạnh đúng không? Đây là không phải đèn zin nha, đã được độ rồi. Và đây là độ bóng UHD light. Độ sáng rất là mạnh luôn. Bởi vì đây là đèn bên xe hơi mình đem qua chế cho bạn chơi. Và bật xi nhan nè, bạn thấy. Thấy chưa? Nó chỉ sang vàng và nó chạy luôn. Đây là bóng UHD light. Thì cái bóng UHD light này cũng đã giới thiệu với các bạn rất lâu rồi, cả năm mấy rồi. Có thể chơi trong cái phần Domi này hoặc là chơi vô phần xi nhan luôn. Mình có làm từng video riêng, các bạn có thể tham khảo những video tại kênh của mình.
kênh tại YouTube đó là Akashop, Facebook cũng là Akashop luôn. Rồi bật xi nhan bên này luôn. Các bạn muốn tham khảo sản phẩm trên bất cứ dòng xe nào, các bạn chỉ việc search từ khóa trên YouTube đó là tên của dòng xe và tên của sản phẩm các bạn muốn độ và các bạn muốn tham khảo, và thêm chữ Akashop phía sau. Bởi vì hiện nay rất nhiều video trên thị trường, các bạn muốn xem trực tiếp những video mình thì search đúng tên sản phẩm và tên xe và từ khóa Akashop phía sau để ra đúng video bên mình. Rồi sau khi các bạn tham khảo rồi, các bạn muốn tư vấn báo giá thì các bạn cầm điện thoại lên gọi trực tiếp hai số điện thoại trên video này. Chứ nhiều khi các bạn comment và bạn gửi tin nhắn nhiều quá tụi mình không xử lý sỏi, dẫn đến tình trạng bị sót tin nhắn và sót comment trên Facebook. Các bạn cứ cầm điện thoại lên và các bạn gọi trực tiếp để có tư vấn nhanh, để báo giá nhanh. Và lưu ý khi gọi tới, các bạn cần nói rõ tên xe các bạn muốn làm, tên sản phẩm các bạn muốn làm là gì. Các bạn đừng gọi tới các bạn cứ nói shop ơi, cái làm giống như video đó là bao nhiêu tiền, làm giống y chang chiếc xe màu đó là bao nhiêu tiền. Xin thưa các bạn, video hiện nay rất là nhiều rồi, mình không phải up một hai video đâu, mình up rất nhiều rồi, nên các bạn đừng nói chung chung như vậy. Mình không biết các bạn đang xem video nào đâu mà báo giá. Mình cần thứ nhất là tên dòng xe muốn làm, thứ hai là tên sản phẩm muốn độ đó, chi tiết rõ ràng thì mình báo giá liền trong cuộc gọi được. Còn các bạn nói chung chung là các bạn phải gửi cho mình xem hình mẫu hoặc là cái link video đó qua Zalo, Facebook của shop để shop theo dõi và trả lời báo giá cho bạn sau. Và lưu ý tìm đó nha, cần tư vấn nhanh, đừng tiếc một cuộc gọi điện thoại. Cầm điện thoại của mình lên và gọi trực tiếp hai số điện thoại trên video này để mình báo giá nhanh. Và khi gọi tới nhớ làm theo hướng dẫn như mình vừa nói vừa rồi cách đây ít giây để tiết kiệm được thời gian của đôi bên. Rồi mình bắt xin lại bạn xem chơi. Bắt xin nè. Rồi đè 3 giây nè, đèn sáng luôn nè. Đó. Rồi bắt xin là vẫn được nè. Rồi muốn tắt đèn đè tiếp 3 giây, đèn chớp cái tắt rồi, trở về trạng thái bình thường. Muốn bắt xin thì bình thường luôn ha. Đây là mặt bắt xin 3 giây, dùng để sử dụng một công tắc bắt xin duy nhất thôi, nhưng mà tắt mở được đèn trợ sáng và đá đèn trợ sáng luôn. Duy nhất một công tắc, không còn dùng hai công tắc, một on off, một vaccine riêng nữa. Và trên đó là giới thiệu cho bạn xem cái bách nhôm treo đèn, bách nhôm CNC treo đèn trợ sáng L4, L4X, X2, X3. Và bách này dành riêng cho dòng xe Exeter 150. Từng dòng xe khác nhau, mình sẽ làm riêng từng bách và từng cái video để các bạn tham khảo. Và đương nhiên thì xe nào thông dụng mình sẽ có giải quyết trước cho các anh em chơi. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Video được thực hiện bởi Akashop. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hứa hẹn sẽ upload thêm nhiều sản phẩm khác nhau, nâng cấp cho bạn thêm nhiều đồ chơi mới để các bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp theo ý thích và túi tiền của mình để nâng cấp cho chiến mã của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.